dạng phương trình bậc nhất của sin x và cos x. Rồi xong chưa? Dạ. Thì lúc này cái phương trình mình nó sẽ có dạng đó là a sin x cộng b cos x bằng c, hoặc a cos x cộng b sin x bằng c. Thì lúc này là điều kiện để phương trình có nghiệm. Thì cái điều kiện này dùng để làm trắc nghiệm thôi, chứ còn mà thường thì mình sẽ không có làm cái điều kiện này vô trong bài làm. A bình cộng B bình lớn hơn bằng C bình. Cách làm. Rồi, viết tới đó chưa? Dạ, đợi xếp để phương trình. Dạ rồi. Cách làm của mình ở bước 1 là chia hai vế cho căn của A bình cộng B bình. Bước 2, áp dụng công thức cộng bây giờ công thức cộng trong hằng lượng giác đó là gì? Sin thì sin cos cos sin. Cos thì sin sin dấu chữ. Cos thì cos cos. Sin sin dấu chữ. Sin sin dấu trừ. Rồi ứng dụng công thức cộng này. Công thức dù như là mình sẽ có là sin A cos B cộng cho sin co, hoặc là viết cos chứ cũng được, cos A sin B thì nó bằng sin của A cộng B, còn cos thì nó đổi dấu là cos cos, cos A cos B cộng sin A sin B thì sẽ bằng cos, thì nó đổi dấu là A trừ B. Rồi ok chưa? Đợi xíu thôi. Dạ rồi. Rồi. Tiếp theo. Ví dụ cái phương trình của mình là sin x cộng cho cos x mà bằng 1. Thì lúc này mình chia hai vế cho. Đầu tiên là mình xác định chữ A của mình là chữ A bằng bao nhiêu nè. Dạ. Dạ không biết. À, chữ A bằng 1. Đúng rồi, chữ A bằng 1, chữ B bằng. Chữ B bằng trước mặt chữ cos. Trước mặt chữ cos dạ 1. Rồi, chữ C bằng dạ 1. 1. Lúc này cách làm của mình phải là bước 1 là chia hai vế cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình, là chia cho A bình mà cộng B bình, có nghĩa là 1 bình cộng cho 1 bình của mình sẽ là bằng căn 2. Hiểu không? Dạ hiểu. Rồi cách làm như vậy, đầu tiên là chia hai vế cho căn 2 tương đương
chia 2 với cho căn 2 thì thằng này nó sẽ là 1 phần căn 2 sin x cộng 1 phần căn 2 cos x. Ở bên đây nó cũng chia cho thằng này là 1 phần căn 2. Ok chưa? Ủa là luôn luôn chia cho 1 phần căn 2 hả? Không phải, chia cho a bình cộng b bình, căn bậc 2 của a bình cộng b bình là nó ra căn 2 đó. Căn của a bình cộng cho b bình là bằng căn 2. À dạ. Ở đây là số 1, 1 bình cộng 1 bình là bằng 2, căn lên là căn 2. Rồi hiểu không? Dạ. Dạ. Rồi tiếp theo của mình đó là mình muốn chuyển về sin hay cos đây. Đợi có xíu đã có ghi. À, chuyển về cos đi thầy. Bây giờ mình muốn chuyển về cos á thì nó phải dòng dưới này, dòng dưới này có nghĩa là nó phải cùng loại. Cùng loại thì cái chỗ khúc này mình phải xếp sin, chỗ này mình phải chỗ này mình buộc phải xếp sin, tự vì đây sin phải xếp sin. Nè, dạ. Muốn chuyển về cos thì phía bên vế này nó phải cùng loại với nhau, thấy không? Dạ. Rồi, chuyển về cos thì cùng loại thì chỗ chữ này chữ sin thì phải xếp sin. Bi. Bây giờ bi phần 4. Rồi vậy chỗ khúc này là mình sin x cứ viết lại bình thường, rồi chỗ khúc này sẽ nhân cho sin của bi phần 4. Hiểu không? Tại sao? Mới xếp sin của con này lên ra được bi phần 4 đó. À hiểu. Dạ hiểu. Rồi xong chỗ mình chỉ cần shift sin một lần thôi, phía bên này tự động nó là chữ cos luôn, mình không cần shift cos bên này nữa. Rồi chỗ này ghi chữ cos x, rồi cos của bg 4. Rồi bằng 1 phần căn 2 này bình thường không sao hết. Tương đương tiếp. Ủa, tại sao? Đợi con xíu. Ồ, dạ ok ok. Rồi chỗ khúc này mình thấy là sin sin cos cos không? Thấy. Chính giữa nó là dấu cộng, mình chuyển nó cùng loại là chuyển về cos thì nó phải đổi dấu, cho nên chỗ khúc này là cos của x trừ bi chia 4, được không? Dạ được. Rồi bằng chỗ khúc này là mình bằng 1 phần căn 2 luôn. Rồi tiếp theo chỗ khúc này cos, chỗ khúc này mình sẽ chia thành hai nhánh, mình xếp cos này lên coi ra nhiêu. Cuối chưa thầy. Xếp cos hình như bi bi phần 4 luôn hả? Đúng rồi, nó ra bi phần 4 cộng cho K2bi. Ở dưới này là trừ bi phần 4 cộng K2bi. Rồi tiếp theo là rút gọn, giữ x lại. Giữ x lại. Chuyển này qua ra bi phần 2 cộng K2bi. Hai này dạng ước, nó còn K2bi. Cuối cùng là K thuộc Z. À, được chưa? Dạ. Rồi bây giờ qua cái ví dụ số 2 nha. Dạ. Rồi ví dụ 2. Ví dụ 2 ở đây là căn 3 sin x hoặc là căn 3 cos x đi, cộng cho sin x bằng 1. Bây giờ mình chia 2 vế cho căn bậc 2 của a bình cộng b bình là chia cho mấy đây? Đợi con xíu. Chưa thích là xong. Sin x bằng 1 à, căn. Bây giờ bình phương cái số này lên ra nhiêu? 3 3 3 cộng cho 1 là 2, 4. Rồi 2. Căn lên ra 2. Vậy chia 2 với cho 2. Vậy là chỗ này là căn 3 phần căn 2 căn 3 phần 2 cos x cộng 1 phần 2 sin x bằng 1 phần 2. Bây giờ mình chuyển về cos thì nó phải cùng loại, cho nên mình phải shift cos. Chuyển về cos thì phải cùng loại thì shift cos. Shift cos căn 3 phần 2 thì ra cos dạ nhiều. Bi phần 6. Rồi nó ra bi phần 6 thì bên này nó sẽ là sin của bi phần 6 đó. Chỗ này là sin x với lại sin của bi phần 6 bằng 1 phần 2 này viết lại tương đương. Cos thì ủa đổi sao? Dấu. Ủa sao nó chắc chắn là nó chắc chắn vậy sin. Luôn. Bấm shift sin của 1 phần 2 coi ra nhiêu. Shift sin 1 phần 2. À, ủa sao kỹ vậy? Đúng rồi, cho nên là khi mình làm cái này nó phải cùng góc với nhau mới làm được chứ. Cho nên là mình chỉ cần shift cos một lần thôi
thì phải vế sau mình khỏi cần mình biết cái góc của đằng sau nó là nhiêu đó luôn. Dạ. Không, mình chỉ xếp sin hoặc xếp cos một lần thôi. Bây giờ cos thì đổi dấu cho nên chủ khúc này là x Có là trừ x pi trừ chia bên 6 sáu bằng bằng 1 một phần phần 2. Tiếp theo là chia tương hai đương nhánh x trừ bi chia sáu bằng nhiêu? cái này xếp cos một phần Ừ, đúng rồi. hai dạ bi phần ba. Rồi cộng K2B. Chỗ này trừ pi phần 3 cộng K2B. Bước tiếp theo là rút gọn, giữ ít lại. Chuyển vế, bấm bằng. Chưa, một phần ba cộng một phần sáu ra bi phần hai, Rồi pi bi phần phần 2 cộng K2B ở dưới trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 6. trừ một phần ba cộng một phần sáu ra trừ bi phần sáu. Rồi trừ pi phần 6 cộng K2B K thuộc Z. Dạ. Ngon lành gần đâu. Dạ, dạ hiểu. Rồi ok, bắt đầu làm bài nha. Dạ.